Người phụ nữ này may mắn được cứu sống sau khi tiêm truyền trắng bị sốc phản vệ. Theo quảng cáo về chất truyền trắng của các cơ sở thẩm mỹ, chị Thảo đã mua thuốc và kim tiêm để tự tiêm truyền trắng. 4 lần thực hiện bình thường, nhưng đến lần thứ 5, khi mới đưa thuốc vào ít giây, chị đã bị sốc. 3-4 người luôn lập tức chích thuốc giải cho chị, rồi chích adrenaline, nói chung là dùng cái biện pháp để cấp cứu sốc phản vệ cho chị. Rất là nguy hiểm luôn, nếu mà mấy em nó cứu mình không được. Thì mình nghĩ là mình là mẹ của hai đứa con nên nó rất là quan trọng. Vậy là mất hàng chục triệu đồng, da trắng đâu không thấy, chị Thảo đã phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau khi sự cố này, chị Thảo đã lên Facebook khuyến cáo mọi người không nên tiêm truyền trắng da. Nếu như mình ra một cái nơi mà không có y tá, bác sĩ gì cả thì ai cứu mình đây? Trong cái sốc phản vệ á, nó chỉ có 3 phút để cứu thôi, không có dài hơn, không thể nào họ mang mình đi đến bệnh viện kịp cả. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị sốc khi tiêm truyền trắng. Theo bác sĩ Lê Thái Vân Thành, hỗn chất để làm trắng da bao gồm vitamin và các hoạt chất. Khi truyền vào cơ thể, không phải ai cũng dễ dàng thích ứng. Những vitamin này không hẳn cần thiết phải dùng ở đường truyền, nhưng mà họ vẫn trộn vào cái hỗn dịch tăng thêm cái tác dụng trắng da một cách cấp tốc, tức thời, mặc cho bất chấp những cái biến chứng có thể xảy ra thì họ sẽ trộn thêm những cái hoạt chất của nhóm corticosteroid, đó là corticoid. Đáng chú ý, đa số những hộp dung dịch truyền trắng da được cho là có xuất xứ từ Ý hoặc Nhật, được nhập về Việt Nam từ đường sách tay. Thành phần chính của các dung dịch này là glutathione, chất được ứng dụng trong y khoa để chữa bệnh ung thư và chống lão hóa. Tuy nhiên, khi sử dụng phải tuân thủ đúng liều lượng của bác sĩ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chỉ dùng với hàm lượng cao trong những trường hợp là sau xạ trị, điều trị ung thư để bảo vệ gan khỏi những cái độc tố đó, thì chúng ta thấy là đổi lại cơ thể chúng ta cũng phải gánh một cái lượng chất rất nhiều. Trong những trường hợp truyền trắng có thể là bị lạm dụng quá nhiều cái hàm lượng đó và đưa vào gan chúng ta phải gồng gánh với cái lượng đó, thì đôi lúc chúng ta sẽ bị suy gan. Nguy hiểm là vậy, nhưng hiện nay trên mạng xã hội vẫn xuất hiện tình trạng rao bán chất truyền trắng một cách tràn lan. Nhiều cơ sở còn công khai làm livestream trực tiếp hình ảnh truyền trắng để câu khách. Bất chấp ẩn đằng sau những sợi dây, những lọ thuốc như thế này là nguy cơ khôn lường, gây nguy hiểm cho người sử dụng.